trường phổ thông Phú Quý, bây giờ gọi là trung học phổ thông Chu Văn An. Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm. Xin cảm ơn các anh chị, lưu học sinh lớp B khóa 1992-1995. Để mời các anh chị sang dãy bàn đối diện để ban tổ chức chúng tôi được tiếp đón. Dãy bàn trường cũng đang tổ chức những cái hoạt động để chào mừng 50 năm, cũng như là chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm nay Phúc Thắng về, Phúc Thắng thì là học sinh của thầy Từ khóa 1998-2001. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Phúc Thắng Media. Bye bye và hẹn gặp lại. Yêu thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Trong những kỷ niệm xưa.